Kính thưa đại chúng, hai cái từ phước báo chúng ta thường nghe. Miền Nam thì gọi là phước, miền Bắc gọi là phúc. Cái chữ báo tức là quý báu nha. Phước báo nó khác với phước báo đấy nhé. Báo với báo khác nhau. Báo tức là đáp trở lại, còn báo tức là quý báu. Thế đây là phước báu. Cái tựa đề này nói rằng phước báu của Đức Thế Tôn, của Đức Phật đó, không ưu thắng, không tối thượng bằng đệ tử của mình hay sao? Chúng ta thấy cái tựa đề rất là rất gần. Mình vẫn nghĩ Đức Phật là tối thắng, tối thượng mọi mặt, sao cái tựa đề này lại như vậy? Kính thưa đại chúng, vậy chúng ta phải hiểu cái cụm từ phước báu là thế nào. Lâu nay chúng ta cũng thường nghe và thường nói chúng ta đi làm phước. Vậy phước báu quan niệm nó thế nào? Ở thế gian chúng ta như thế này gọi là có phước này, hay gọi là có phước báu. Chúng ta sinh ra chúng ta được khỏe mạnh, được sống lâu, mình bảo thế là có phước đấy. Cái cụ này có phước quá, sống đến 95 tuổi mà răng chưa rụng cái nào, mắt vẫn sáng, vẫn sâu kim được, tai vẫn thính, vẫn đi lại được. Thế là phước báu, đấy là sức khỏe, thọ mạng. Thế rồi cái người giàu sang phú quý, mình cũng bảo là người ta có phước báu. Người ta tiền bạc dùng dình tiêu không hết, không phải suy nghĩ, tiền bạc dư giả, mua sắm không phải lo lắng, mình bảo đấy là cũng có phước báu. Rồi người ta đẹp đẽ, mình cũng bảo đấy là có phước báu. Mấy cô hoa hậu rất đẹp, mấy anh chàng mà mình gọi là hot boy đấy, cũng là phước báu. Ca sĩ mà lên sân khấu mà xấu quá cũng mấy ai không thích xem. Hát hay nhưng mà lại phải xinh đẹp, giọng hát tuy hay nhưng mà xấu xí cũng không ăn khách. Cho nên người đẹp đẽ cũng là một cái phước báu, gọi là dung sắc. Rồi người được làm quan, có danh tiếng, làm tướng, có vị trí trong xã hội, được mọi người kính nể, có uy tín ở trong một cái tập thể, một cái đơn vị nào đấy, mình cũng bảo đấy là người ta có phước báu. Cái người thông minh, mình cũng bảo là họ có phước báu. Thế rồi gia đình vợ chồng sống hòa thuận, yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn, tài giỏi, thành đạt, mình cũng bảo đấy là có phước báu. Mình cũng có những người bạn tốt, chân thành, giúp đỡ nhau, không phản nghịch nhau, mình cũng bảo đấy là mình có phúc báu. Thế rồi mình được sinh ra trong một cái môi trường an ninh tốt đẹp, một xã hội hòa bình và ổn định, kinh tế, chính trị, xã hội, một đất nước không có chiến tranh, không giờ phải lo lắng về chiến tranh gì cả, rất an lành, mình cũng bảo đấy là phúc báu. Đấy, như vậy thưa đại chúng, vậy thì chúng ta hiểu cái phước báu nó là cái gì? Những cái thầy vừa kể đấy ta gọi là phước báu. Mà thật sự ra thì ở trên đời này, người bình thường ra thì ai cũng mong cầu những điều đó, chẳng ai không mong cầu cái phước báu cả. Ai cũng mong muốn mình được mạnh khỏe, sống lâu, xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, vinh hiển, mọi cái tốt đẹp, may mắn. Như vậy thì chúng ta thấy phước báu tức là nói đến cái gì đem lại cho chúng ta những cái tốt đẹp, may lành. Đấy, thì mình gọi là phúc báu. Tức là đem lại cho chúng ta được các cái thỏa mãn, được cái dục của trần gian mà nó tốt đẹp, thì chúng ta gọi là cái phúc báu, phước báu. Ở trên đời ai cũng mong cái điều này. Đầu xuân thì chúng ta đi lễ nào cũng mong cầu sao gia đình con năm nay được nhiều phúc báu, ngũ phúc lâm môn. Thế thì cái điều này, với cái phúc báu này trong đạo Phật quan niệm thế nào? Những cái người mà không có được những cái điều đó thì chúng ta gọi là vô phúc. Ăn không đủ, mặc không đủ, xấu xí, tật nguyền, bệnh tật, ốm đau, thấp hèn, kém cỏi, cái gì cũng thua thiệt, mình bảo là bạc phúc, thiếu phúc. Thế giờ thầy hỏi, vậy thì các Phật tử xem chư Tăng là có phúc báu hay là bạc phúc?
vì các thầy thì chẳng có gì, đúng không? Xây chùa thì cũng là chùa cho nhân dân Phật tử, chẳng phải của mình. Y áo có 3 cái thôi, vật dụng có cái bình bát, 7 cái vật dụng, tức là nghèo đến cực kỳ là nghèo, ăn cơm được ngày mỗi bữa, ăn không đủ no, thì chắc là mấy vị chư tăng này chắc là bạc phúc lắm mà. Đấy. Đúng rồi, tối ngủ thì lại vào rừng nằm, không được nằm trong nhà, nằm trong rừng dưới đất dưới gốc cây. Đấy, thế vậy thì chư tăng là có phúc hay không? Để mà chúng ta cầu phúc báu từ nơi Tam Bảo. Chư tăng không được bằng mình, ăn không ngon bằng mình, mặc không đẹp bằng mình, ở không sung sướng bằng mình. À, mọi vật nghèo khó hơn mình, chả có cái gì. Có cái gì thì cũng là của Tam Bảo, rồi để lại cho Tam Bảo thôi. Các phương tiện này rồi cũng để lại cho Tam Bảo hết. À, để cho nhân dân. Vậy thì chư tăng có phúc báo không? Để mà mình cầu phúc báo. Mình cầu thì cái người ấy phải có mình mới cầu chứ. Không có thì làm sao mình cầu? Đây, đấy là vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Thế rồi xét sâu xa ra mình nói, Đức Phật có phúc báo không? À, ngoại đạo ngày xưa nó cũng nói đó. Đức Phật sinh ra 7 ngày thì mẹ chết. 7 ngày Hoàng hậu Ma Gia chết rồi. Thế nó cũng bảo là thế là Thái tử Tất Đạt Đa là vô phúc. Người ta sinh ra thì còn mẹ còn cha được bú sữa mẹ. Mình sinh ra thì mẹ chết mất. Phải bú sữa gì? Đấy là vô phúc. À, thế rồi lớn lên để lại bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con. Đi ăn mặc cái đồ của người khất sĩ ăn mày, ôm bát đi xin ăn. Đây cũng là vô phúc. Đấy, đại chúng. Đấy, ngoại đạo nó nói thế đấy. Thế thì chúng ta hiểu cái vấn đề này thế nào, thưa đại chúng? Quan niệm trần gian chúng ta quan niệm 10 phúc báo là phải như lúc đầu Thầy nói đấy, như thế là có phúc báo. Thế mà bây giờ thì mình nhìn thực tế thì lại như vậy. Thế là sao? Thì ở chỗ này ấy, trong Đạo Phật mới đưa ra một khái niệm, đó là có phúc báu hữu lậu thế gian và phúc báu vô lậu xuất thế gian. Thưa đại chúng, nhá. Như vậy phúc báu có 2 thứ là phúc báu hữu lậu và phúc báu vô lậu. Phúc báu hữu lậu thế gian là những cái điều mà Thầy vừa nói lúc trước. Wow. Giàu có, xinh đẹp, danh vọng, địa vị, đầy đủ ngũ dục, thụ hưởng. Đấy là phúc báu hữu lậu của thế gian. Thế còn Đức Phật, chư vị Thánh Tăng và tất cả chư Tăng có chí nguyện theo Phật xuất gia là các Ngài đang cầu phúc báu vô lậu xuất thế gian. Các Ngài không thụ hưởng cái phúc báu hữu lậu thế gian nữa. Thế thì cái nào cao quý hơn? Cái phúc báu vô lậu xuất thế gian, cái đấy cao quý hơn. Vì cái phúc báu hữu lậu thế gian nó vẫn còn bị ràng buộc chi phối, vẫn bị vô thường diệt hoại, vẫn nằm trong đau khổ, trong luân hồi sinh tử. Dù làm vua cũng thế thôi. À, đấy, làm quan cũng thế thôi. Đến hết phước thì hết chức, hết quyền, rồi cũng lại đau khổ, mà rồi còn đọa lạc, còn luân hồi nữa, nếu không biết tu tập. Đó, thưa đại chúng. Cho nên ông vua Thuận Trị, ông đang ở ngôi vua, nhưng mà ông ước ao ông được xuất gia tu hành. Ông muốn vượt ra. Ông có làm cái bài thơ đấy: cơm chùa thiên hạ có thiếu chi, bình bát tùy duyên khắp chốn đi, vàng ngọc thế gian đâu phải quý, đắp được cà sa mới diệu kỳ. Ông thấy ở trên ngai vàng điện ngọc quyền lực như thế mà cũng không phải là quý. Vàng ngọc thế gian đâu phải quý, bao giờ đắp được cái y của Phật xuất gia tu hành, ôm bát khất thực, cái đấy mới thật là diệu kỳ. Cái người ở đỉnh cao của quyền lực, của danh vọng như thế mà người ta còn thấy được, vâng, thì chúng ta suy nghĩ thế nào? Đúng là cái phúc báo hữu lậu trần gian này
nó trói buộc chúng ta, nó còn dìm chúng ta trong đau khổ. Thưa đại chúng, gia đình, vợ chồng sum họp đoàn tụ vui vầy, nhưng đến ngày chia ly thì đau khổ biết bao. Công danh thành đạt, đến ngày hết chức hết quyền lại là đau khổ. Bao nhiêu thứ ở trần gian, yêu ghét, được mất, hơn thua. Để thành tựu được một cái ở trần gian thì chúng ta phải bon chen, phải mất rất nhiều thứ. Có khi phải làm cả những việc vô lương tâm để có được một cái phần, một chút danh vị, một chút lợi lộc đó. Cho nên Đức Phật mới thấy đúng thật cái phước báu hữu lậu á, tuy rằng người đời thế gian ai cũng muốn cả, nhưng nó là trói buộc, nó là đau khổ. Cho nên Ngài đã từ bỏ tất cả ra đi để tìm cái siêu thế, cái phúc báu vô lậu xuất thế gian. Phúc báu vô lậu xuất thế gian đó là cái phúc báu của sự giác ngộ giải thoát, tự do tự tại. Thưa đại chúng, hai cái chữ tự do tự tại đấy, quý lắm thưa đại chúng. Wow. Mình chưa thấy quý cái chữ tự do tự tại đâu. Wow. Nhưng mà thật sự cái người chứng đắc giác ngộ giải thoát ra mới thấy thật sự cái giá trị của tự do tự tại. Khi trí tuệ bừng sáng, không còn một cái thằng thúc phiền não nào trói buộc cả, người ta mới thấy thật là giá trị. Nói lại chúng ta bị phiền não trói buộc rất là ghê. Wow. Cuộc sống thế gian tại gia trói buộc kinh khủng. Wow. Khi mà đạt đạo giác ngộ giải thoát mới thật tự do tự tại. Chúng ta bị trói buộc bởi ngay cái nơi thân này, thân ngũ ấm này trói buộc chúng ta. Tổng hòa các mối quan hệ xã hội trói buộc chúng ta. Wow. Tất cả bao nhiêu cái lo, Thầy nói cái Tết vừa rồi thế thôi, vui đón xuân, nhưng thật sự chúng ta lo cũng nhiều. Wow. Cha mẹ lo lắng Tết nhất, tiền bạc cho con cái, Tết xuân thế nào không có, đi làm đầu thắt mặt tối, bao nhiêu thứ. Wow. Như cái ngày xuân rồi cũng qua đi. Tất cả đấy, ở thế gian là thế, vui mừng buồn bã đắp đổi theo nhau, không có cái gì là vĩnh cửu, là thường hằng. Duy nhất có đạo xuất thế đem lại cho chúng ta cái hạnh phúc chân thật đấy, gọi là hạnh phúc siêu thế. Cái đấy là phúc báu vô lậu nhà chúng. Mà Đức Phật, chư đệ tử thánh tăng của Phật, rồi chư tăng và các Phật tử chúng ta cũng đang hướng đến cái này. Nhất là chư tăng xuất gia, đệ tử Phật phải hướng đến cái phúc báu này. Đó là phúc báu vô lậu. Phật tử tại gia thì còn có thể tìm kiếm phúc báu hữu lậu, nhưng mà người xuất gia thì phải rõ ràng, phải hướng đến tìm cái phúc báu vô lậu, giác ngộ giải thoát, tự do tự tại. Đấy mới là cái cao quý. Không còn bị một cái gì trói buộc. Tam giới này không trói buộc. Chân trong bài sám hối của mình, Hòa Thượng cũng viết đấy, tam giới ra vào độ chúng sinh. Các vị Bồ Tát vào ra trong tam giới như là vị khách, thong dong tự tại, không ai trói buộc cả. Còn chúng ta là bị trói, bị bắt buộc phải tái sinh. Wow. Làm phước thì phải tái sinh vào chỗ có phước để thụ hưởng phước. Làm tội thì phải tái sinh vào chỗ chịu tội để trả quả báo ác. Chúng ta bắt buộc, chúng ta không được như các ngài, hoàn toàn tự do tự tại, là vị khách của tam giới. Đấy, đi vào trong tam giới, đi ra trong tam giới tự do tự tại, đến đi thông dong tự tại. Đấy mới thật là hạnh phúc từ đại chúng. Còn chúng ta vẫn bị trói buộc, vẫn bị phiền não bủa vây trói buộc chúng ta. Cái đó là cái khổ. Cho nên thưa đại chúng, tu học đạo Phật là thế. Tất nhiên trong giáo lý của Đức Thế Tôn thì Ngài có dạy cho cả hàng Phật tử tại gia chúng ta cầu cả phước báo hữu lậu, phước báo nhân thiên. Vào chúng ta tu trì ngũ giới, tu trì thập thiện sẽ được hưởng cái phúc báo của nhân thiên. Nghe? Tu năm giới
giữ tròn năm giới, đã được năm cái phúc báo: mạnh khỏe, sống lâu, giàu sang phú quý, xinh đẹp, rồi uy tín, danh dự, trí tuệ. Tu 10 thiện nghiệp sinh về cõi trời được hưởng rất nhiều phúc báo ở trên đó. Nhưng kính thưa đại chúng, vậy thì phúc báo vô lậu chúng ta tìm kiếm ở đâu? Cũng là tu những cái việc vừa rồi. Vô lậu cũng tu từ năm giới cho đến thập thiện. Nhưng mà tại sao lại có thể thành vô lậu được? Nó khác nhau ở cái động cơ đấy, thưa đại chúng. Nếu chúng ta chỉ năm giới, chúng ta nghĩ là con tu năm giới thì kiếp sau con thật giàu mà. Con có nhiều tiền, con đi cúng dường cho thầy xây chùa. Thì đấy là phúc báo hữu lậu. Tu giới mà phúc báo hữu lậu. Thế còn con tu năm giới, nhưng con nguyện hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Con cầu giác ngộ giải thoát. Chứ không, con không cầu để kiếp sau con sung sướng thụ hưởng. Đấy lại là phúc báo vô lậu. Đó. Chư Tăng thì cũng vẫn làm, vẫn phải hành trì giới luật, vẫn làm tất cả các việc. Nhưng mà cái tâm của mình, trí của mình hướng đến là sự giải thoát, hướng đến là sự giác ngộ tối thượng, thì cái đó nó sẽ trở thành phúc báo vô lậu. Phúc báo hữu lậu là cầu cho mình đời sau được hưởng quả lành, cầu cho riêng mình là những cái phúc báo hữu lậu, thưa đại chúng. Thế còn chúng ta tu tập, chúng ta cũng làm những việc thiện như thế. Chúng ta cũng đi từ thiện, cũng bố thí, cũng trì giới, cũng nhẫn nhục, vân vân. Nhưng chúng ta hồi hướng đến vô thượng Bồ Đề, phát tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì cái đó sẽ trở thành phúc báo vô lậu. Phúc báo vô lậu mới lớn lao, từ đại chúng. Thành người tự do tự tại, không bị cái gì trói buộc. Cái người mà đã tự do tự tại nghĩa là người ta cần gì người ta sẽ được thế. Cần sinh vào chỗ nhà giàu, người ta sinh vào chỗ nhà giàu. Cần sinh làm con vua là sinh vào con vua. Mà muốn chui vào làm con ông ăn mày để độ cái đám ăn mày là sinh được ngay. Nhưng các Phật tử bây giờ mà kiếp này bố thí làm phước nhiều để cầu giàu có, mà kiếp sau muốn tái sinh làm con ăn mày cũng không sinh được. Không thể nào đầu thai làm con ông ăn mày được. Cái phước của mình nó không cho mình tái sinh làm con ông ăn mày. Thế nhưng các vị giác ngộ tự tại thì họ có thể tái sinh vào cái chỗ, cái vùng làm con ông ăn mày, và để họ độ cho cái vùng đấy, cái dân đấy, dân biên địa hạ tiện họ sinh vào. Đó. Như vậy họ rất tự do tự tại, thưa đại chúng. Cái tự do đấy mới là cái quý. Thầy nhớ ngày xưa Bác Hồ chúng ta khi ra đi tìm đường cứu nước, Bác cũng mong sao, mong cho đất nước dân tộc mình được độc lập và gì? Tự do, đúng không? Cái chữ tự do quý lắm. Không phải tự do một cách vô lối, tự do bừa bãi, mà tự do của nhà Phật mình đây là tự do tự tại, làm chủ được chính mình và làm chủ được tất cả. Cho nên Đức Phật và các bậc thánh, các vị Bồ Tát là người làm chủ được tất cả, tự do tự tại. Đấy mới là quý, thưa đại chúng. Đấy mới là lớn lao. Chứ còn cái phước báu vào có mấy chục tòa nhà, vào mấy hũ vàng, và ngồi trên kiệu khanh đi, thì đấy chưa phải là lớn đâu. Vẫn trói buộc, thưa đại chúng. Thế gian biết bao nhiêu chuyện mà làm vua cũng khổ. Thế cho nên ông Thuận Trì ông mới nói là vàng bạc thế gian đâu phải quý mà. Và đắp được cả sa mới diệu kỳ, thưa đại chúng. Đó.